con chào cô. Cô đi diễn chú Vũ Linh của chú anh chị. Nay là chút nữa là chị Hồng Loan lên nè. Dạ, chị Hồng Loan đang trên đường lên. Rồi cô mua nước với bánh cúng chú. Cô ở gần đây không cô? Cô ở xa. Dạ. Thành phố hả cô? Đây à. Em mới đưa cho chị. Hôm nay chị Hồng Loan lên. Một chút xíu nào lên. Khoảng 2 tiếng nữa là chị tới. Chị Hồng Loan lên thăm cậu là tối nay chị về dưới chị hát ở dưới Sài Gòn. Xong ngày mai chị khai trương mai shop là mới. Chị khai trương shop mỹ phẩm Hồng Loan. Bữa nay chị lên chị trình với cậu là chị về trước thì chị tối nay chị viễn ở Sài Gòn. Sau nữa là chị mở shop mới. Bưng ra ngoài rồi. Chào cô. Cầm đang bỏ lên làm cho con. Khán giả gì cúng lớn của chú thì. Đây có cái này. Trời bữa nay anh Nam lấy bàn rồi nè. Có đĩa không nhỉ? Có đĩa chứ nhỉ? Dạ. Không ạ, để lấy đĩa. Dạ đĩa đó cũng được. Dạ đĩa đó đẩy lên luôn đi cô. Dạ cô mới biết hả? Đĩa này đây. Dạ dạ được. Có sẵn đó. Có đĩa đây. Có đĩa đó. Dạ có đĩa xanh. Dạ lên cúng chờ trước khi chị Hồng Loan lên cô chú anh chị ơi. Không có xem tin tức trên luôn đấy. Trời đất ơi, không có xài điện thoại mạng à. Có nhưng mình không có xem tin tức. Bấm nói sao của chú Kiều. Khi mở điện thoại lên là nó cập nhật sẵn luôn. Mở lên là có mở sao? Lên là nó cập nhật liền. Thấy đầy tại vì cái chỗ nào người ta cũng nói là nghệ sĩ này chết, nghệ sĩ kia chết, mà có nhiều người có mất đâu. Mình thấy vậy mà mình không tin. Tại sao anh vậy? Chị nói là chị cũng có thấy mà chị không tin. Thấy cái gì? Cũng đăng lên thì người Vũ Linh cũng chết. À mà chị không tin nó hơn. Dạ. Có nhiều người người ta đăng bậy đó. Dạ, nhiều người ta không mắc nhưng mà người ta giật tích đó thôi. Là vậy cô không có tin. Không phải, có mấy người nữa, có mấy người ta đăng lên ta giật tích. Gì đó. Tích chứng view. Đang cô tưởng đâu giống như vậy hả cô? Như vậy là cô không tin. Bây giờ cô tới cô thấy cậu ở đây là cô mới tin. Cô không tin vậy sao? Bữa nay là cô đi đến đây để là nghe người nhà mình nói thì mình mới tin, chứ nhìn trên tin tức thì mình dạ quá. Dạ bậy quá cô. Cô nghe người nhà nói thì cô mới tin, rồi bữa nay là cô mới tới viếng chú Vũ Linh. Đúng rồi, hôm nay em đốt cho em đốt được đây để gì đốt cho được cắm vô đó đi mình cắm vô tối không có đưa đâu, bảo đảm với cô tối không ai đưa hết. Dạ. Đăng lên nhưng mà mấy tháng sau mình thì mình thấy nghệ sĩ đó vẫn còn sống mà. Là ai vậy? Không nhớ. Có nhiều cái bài đăng kỳ cục lắm. Có một cái kênh đó chuyên gia đăng. Đúng rồi, đăng như đẩy cái hình của người mất là một cái người nghệ sĩ người ta còn sống. Chú Minh Dương đó. Diễn viên rồi giờ nhiều lắm. Đưa hình chú Minh Dương lên nó làm này làm kia tùm lum, nói chú Minh Dương mắc này kia đó, nó là chuyên gia đăng nghệ sĩ chết thì đó. Nhưng mà mình đây thì mình nhạy cảm, mình nói quan niệm thắt đứt vậy, tại còn sống đăng ta chết có bỡ cái đăng ở Mỹ nữa đó đây mà bỡ gì có con sâu lòng sầu quên hồi cách nữa rồi nó cũng lớn. Bỏ hãm đưa hình chú Minh Dương lên luôn á. Không, cái đó cũng nhiều lắm chứ không phải một con sâu luôn. Cô ở Thủ Dầu Một. Là cô đi với bữa nay là hai cô. Cô xoài với lại bánh nước cờ đen. Chú Vũ Linh. Thông tin không chính xác ha. Đặt đang lướt TikTok nè. Vô thấy đưa hình chú Minh Dương lên luôn bụng. Nhưng mà ở đây anh em mình biết là đâu có như vậy đâu, nên mà Hồng Đền mới không tin.
nó vậy đó con, cái nha nó là gì nó vậy đó. Thấy một khúc rồi cô chơi kịch cô đốt hoài. Nước kìa. Sao chị? Dạ tới thấy màu cầu sao chị? Đó hả? Thấy ngạc nhiên quá. Ngạc nhiên quá luôn. Ngạc nhiên quá. Nhiên quá ngạc nhiên. Chị gục đầu ai bỏ chú luôn chú chị. Cô chú Vũ Linh, cô chú anh chị ơi, quỳ trước chân mộ, ngày đầu mộ với cô mộ thôi. Chú Vũ Linh cũng lớn tuổi rồi ha. Tối nào chị mới ra chị coi xong. Tối nào chị mới ra chị coi xong thì biết lâu rồi. Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ là lên hoa viên đây chắc là không ai dám lên hết đây sợ. Thế nên là những bé không đó. Tôi nghĩ viên thực tế không. Thì nên có biết mà đọc đây vui thì sao. Dạ. Cô đến đây cô thấy chú đã mất như vậy thì bữa nay là cô xúc động khi mà đến hả? Trực tiếp chú Vũ Linh đầu tiên là cô Vương Thị Âm. Cô thấy cô giá trị nhiều quá. Nhưng mà mình không nhìn thấy được. Ờ,
Vậy là cô không có sử dụng mạng. Ấy là cô nói là chỉ là thấy là cô Phi Nhung chứ còn cậu Năm là cô không thấy. Nên cô không tin chứ không lên mạng cô coi. Đúng rồi, không thấy chân thành. Mình chỉ thấy là người ta thấy ở trên Google Phi Nhung. Mình không thể nào tin được. Chứ cái đám tang của cậu Năm là đi là chôn rất là lớn luôn đó. Lúc mà cậu mới đi, về đây là vòng vòng đi ngẹt đường luôn đó. Không có chỗ để chen luôn á chị. Cô không tin luôn rồi, tới giờ cũng chưa tin luôn. Tới giờ là bây giờ là tin chưa? Bây giờ là khẳng thật chưa đó cô? Đừng nói mọi người dạ chết luôn. Dạ. Ủa cô, cái cô mà đi cùng với cô là sao chị em? Ruột luôn hả cô? Không, chị em người dân thôi nhưng mà chị em sống với nhau cũng thăm mấy gần 30 năm rồi. Dạ. Cũng cảm tội cô, lắm. Cảm ơn chị nhiều nha. Bà cũng đang tháp ở đây, bà đi tìm chú U Linh để bà xin đó. Dạ. Cô muốn nói chuyện riêng với cậu chứ. Dạ, bây giờ là cô nói chuyện riêng với chú Vũ Linh. Có nghĩa là bà không thích mọi người quay nữa. Thôi được rồi, để riêng với chú Vũ nha. Dạ. Được rồi. Dạ, cô không có cho quay phim nữa để cho cô có thể là tâm sự với chú Vũ Linh ha. Ồ, cô ngồi dưới chân mẫu luôn cô chú anh chị ơi. Xin kết thúc cô chú anh chị ơi. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi trưa tốt lành và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Hiền Tiên, và đặc biệt cô chú anh chị nhớ đón theo dõi kênh. Thì chúc nữa chị Hồng Loan sau khi mà lên đây thì Tiên cũng sẽ cập nhật cùng với mấy anh em ủng hộ cô chú anh chị nhớ đón theo dõi nha.